Trong chương mục bình luận xã hội hôm nay, Phương Trâm xin gửi đến quý vị bài viết Đầu tư công vẫn là từ trọng thương tới chết của tác giả Trân Văn. Bài viết được đăng tải trên trang blog VOA vào ngày 31 tháng 5 2019. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tranh luận giữa Quốc hội và Chính phủ Việt Nam về dự luật sửa luật đầu tư công hứa hẹn để nền quốc gia sẽ tiếp tục làm dân chúng Việt Nam bị thương nặng hơn là chết. Lỗi của dự luật sửa luật đầu tư công đặt định những ràng buộc liên quan tới việc sử dụng công quỹ là vốn đầu tư, là thay đổi thẩm quyền quyết định đầu tư, quốc hội chỉ xem xét, bỏ phiếu chấp thuận hay từ chối cho phép thực hiện dự án trị giá từ 20.000 tỷ đồng trở lên. Chính phủ sẽ xem xét, phê duyệt những dự án sử dụng công quỹ dưới mức này. Một số đại biểu quốc hội không ưng với dự tính vừa kể. Theo họ, quy định về thẩm quyền quyết định đầu tư ở luật đầu tư công hiện hành buộc phải trình quốc hội xem xét tổ chức bỏ phiếu đối với những dự án sử dụng công quỹ từ 10.000 tỷ đồng trở lên. Vốn đã hạn chế quyền hiến định dành cho Quốc hội. Thành ra, 10 năm vừa qua, Quốc hội chỉ xem xét bỏ phiếu quyết định đầu tư hai dự án. Một số đại biểu khác thì cho rằng, nên chấp nhận đề nghị của chính phủ sửa luật đầu tư công hiện hành dành cho chính phủ quyền tự quyết đối với những dự án đầu tư dưới 20.000 tỷ đồng để hoạt động đầu tư công linh hoạt, sát thực tế. Chưa kể thì Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư còn dọa, dạ, nếu không chấp nhận, Quốc hội sẽ bị các dự án đầu tư công nhấn chìm về mỗi năm. Quốc hội chỉ học hai kỳ, làm sao xem xét, phê duyệt cho nổi. Công cuộc tranh luận về dự luật sửa luật đầu tư công, các quốc hội lẫn chính phủ được cố gắng chứng tỏ hai bên đều vì dân, vì nước, trọng hiến, trọng pháp. Nếu trọng hiến, trọng pháp về hệ thống chính trị, hệ thống công quyền thật sự của dân, do dân, vì dân, tại sao không ai giải thích cho dân thường, vì sao luật đầu tư công hiện hành không mất hiệu lực, nhưng suốt 10 năm, Quốc hội chỉ xem xét phê duyệt hay dự án sử dụng trên 10.000 tỷ đồng của công quỹ. Trong khi Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư công bố thống kê cho biết, chỉ trong 5 năm vừa qua có tới 9.000 dự án loại này. Quan tâm đến công quỹ, sức dân, tại sao không đại biểu nào của dân, tại Quốc hội chất vấn xem ai phải chịu trách nhiệm khi chính phủ với tiền khắp nơi, rồi để vào đó không dùng cho toàn dân trả lãi, đến hạn sẽ phải hoàn đủ vốn. Chẳng lẽ báo cáo của kiểm toán nhà nước với những con số như tỷ lệ giải ngân nguồn vốn trái phiếu chính phủ chỉ đạt 48,1%. Tỷ lệ giải ngân vốn vay ngoại quốc chỉ đạt 53,6%, không làm đại biểu nào sốt ruột. Dự luật sửa luật đầu tư công có ngang được tình trạng giải ngân chậm, một kiểu diễn đạt hoa mỹ về thực trạng vay trong mượn ngoài, rồi để tiền nằm đó, chỉ sinh lãi, không sinh lợi, tiếp tục được cảnh báo là đã diễn ra trong nhiều năm, chưa có giải pháp mạnh, hiệu quả để điều chỉnh như khắc phục. Có khiến chính phủ trùng tay, ngưng ban hành chính sách mới mà chưa xác định cụ thể về nguồn lực đảm bảo. Dự luật Sử luật Đầu tư Công làm rõ, có đặt nền móng để truy cứu trách nhiệm những cá nhân soạn lập phê duyệt các dự án đầu tư bằng công quỹ, vốn chỉ khiến nợ nần bao gồm cả vốn lẫn lãi trong và ngoài Việt Nam càng ngày càng lớn. Có cản được những dự án mà Bộ Chính trị xác định là chủ trương lớn và nhất quán, như dự án khai thác BOSIC tại Tây Nguyên vào năm 2009. Không, và ai cũng biết, là không thì bày ra sửa làm gì. Quốc hội vẫn họp mỗi năm hai kỳ. Vẫn tìm nhiều cách để chứng tỏ đang đại diện cho ý chí, nguyện vọng của toàn dân, nhưng lợi nợ của Việt Nam đã vượt mức 3 triệu tỷ đồng. Riêng năm ngoái, thì chính phủ đã dùng 250 tỷ đồng để trả nợ, trả lại cho các khoản vay và trong khối nợ khổng lồ đó có cả tiền nuôi chính phủ, bao các đại biểu ăn ở đi lại, chi tiêu trong quốc hội.